Phi Long xin kính chào các bạn. Trong cái video này tôi xin phép trình bày các bạn cái đề tài về giáo dục Việt Nam mà giáo dục bậc cao nhất đó là bậc tiến sĩ các bạn. Như các bạn biết ở Việt Nam á, tiến sĩ rất nhiều, số lượng tiến sĩ nhiều vô kể các bạn, nhiều lắm, không biết bao nhiêu nữa, nhiều kinh khủng lắm. Ai làm tiến sĩ hết? Tiến sĩ bất loãng. Tôi không biết người ta lấy bằng tiến sĩ để làm gì. Chắc nâng lương. Thường thường những người tiến sĩ ở Việt Nam đã làm trong cơ quan nhà nước theo cái bậc lương ấy. Đại học lương chừng này, thạc sĩ lương chừng này, tiến sĩ bậc lương chừng này. Người ta muốn có bằng tiến sĩ để người ta muốn nâng lương các bạn, chứ không phải người ta có công trình khoa học gì ghê gớm. Đó là đề tài mà tôi xin chia sẻ các bạn. Tôi đưa cái thumbnail lên thế này các bạn nha, vui lắm. Đây. Tiến sĩ, bằng tiến sĩ. What? Các lò ấp tiến sĩ Việt Nam. Ở Việt Nam có rất nhiều lò ấp tiến sĩ, đủ lò hết trơn á. Và trong cái live stream này tôi giới thiệu các bạn một cái lò, một trong những cái lò. Bây giờ tôi xin đọc báo trước nha. Mình đọc báo đảng xong rồi mình phân tích nha. Không thôi nói tôi tự nhiên ở đâu, không lôi cái tin này ra ở đâu ra. Tôi luôn luôn đọc báo đảng. Đéo kiến vô. Trời ơi, đọc báo đảng phải trân trọng ghê lắm, phải có kiến, có đồ chùi, đồ chơi đàng hoàng nha. Thôi nói tôi là coi như đọc báo đảng viết đường mà ông nói nẻo. Đàng hoàng vậy là vậy, mà ông nói tôi xuyên tạc tôi không hiểu được. Đéo kiến vô. Trời ơi là trời. Đây. Luận văn luận án. Tôi chụp cái luận văn luận án trước. Đây là một tờ báo nha, tôi chụp cái này trước này. Các bạn thấy này, đây là một cái lò nha, lò có như lò đào tạo tiến sĩ nha. Tiêu đề này: nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức thành phố Sơn La. Đề tài tiến sĩ. Nghiên cứu phát triển môn cầu lông cho công chức của tỉnh Sơn La. Trời ơi là trời. Đọc tiếp nha. Thành phố Sơn La nhé. Thành phố Sơn La lên thành phố rồi. Tác giả Đặng Hoàng Anh, chuyên ngành về khoa học xã hội giáo dục sư phạm. Coi như cái người này là chuyên về giáo dục sư phạm các bạn. Nguồn phát hành: Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Tổng cục Thể dục Thể thao. Ghê chưa? Sơ lược nha. Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án. Thông tin cá nhân. Đề tài luận án là nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên thành phố Sơn La. Như vậy là cái đề tài này là gì? Là nghiên cứu giải pháp để mà phát triển cái môn cầu lông mà cho thành phố Sơn La thôi, còn thành phố khác không có. Trời ơi là trời, hay quá hay quá. Cái này là tôi chụp trên một tờ báo nha. Đây là tờ báo này. Đây. Tờ báo nha. Tờ báo này là Tuổi Trẻ Online các bạn. Mới đây ngày 5 tháng 5 ngày hôm qua giờ Việt Nam nha. Bây giờ tôi đọc cái bài báo trước nha. Luận án tiến sĩ: nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức. Công chức nha, chấm là có thật. Có thật nha. Tiến sĩ có thật nha, nghiên cứu cái đề tài này có thật nha. Trời ơi, đề tài gì mà nhỏ hẹp. Nghiên cứu môn cầu lông mà chỉ cho cái thành phố Sơn La là công chức viên nhà nước, tức là nghiên cứu môn cầu lông mà cho công chức viên nhà nước, tức là thứ nhất là nghiên cứu môn rất là nhiều môn thể thao đúng không, nhưng mà đây nghiên cứu môn cầu lông thôi. Cầu lông đánh bên này gọi là badminton. Nhưng mà cho công chức, chỉ cho công chức thôi, còn học sinh không có, rồi những cái ngành kinh tế khác không có, chỉ công chức nhà nước thôi, mà chỉ ở tỉnh, ở thành phố Sơn La mà thôi. Nghiên cứu cái đề tài gì mà nó hèm ghê vậy. Thứ nhất là cái môn thể thao, rất nhiều môn thể thao, nó cả trăm cả ngàn môn mà chỉ có môn cầu lông thôi. Thứ hai nữa, đối tượng là chỉ cho công chức thôi, công chức tức là cán bộ nhà nước mà của thành phố Sơn La duy nhất, only Sơn La. Only Sơn La City. Trời ơi, tiếng vậy mà tiến sĩ gì trời. Này tiếng lùi. Thôi đọc nha, đọc tiếng nha. Đọc đây. Trời ơi trời, đề tài nha. Đề tài này: Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Đặng Hoàng Anh, nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên thành phố Sơn La. Tên ngành: Giáo dục học, mã ngành 9140101. Luận án tiến sĩ. Tiến sĩ nha. Luận án tiến sĩ giáo dục học có cán bộ hướng dẫn đàng hoàng nha, cán bộ hướng dẫn khoa học này. Giáo sư tiến sĩ Lưu Quang Hiệp. Thứ hai, giáo
phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Văn Dũng. Trời ơi là trời, có một giáo sư với có một phó giáo sư như vậy, như vậy chắc chắn là giáo sư, giáo sư này với phó giáo sư này là coi như là trùm đánh cầu lông đúng không, trùm mới được chứ. Đánh được không hay là không biết đánh, chỉ nghiên cứu thôi. Dạ chắc đánh, chắc đánh được quẹt quẹt thế này đi. À, nhưng mà chị giỏi nghiên cứu thôi, dám lắm. có người tiến sĩ, có người phó tiến sĩ coi như là đi coi như giúp đỡ cho một coi như là một tiến sĩ chuẩn bị ra lò đánh cầu lông. Tôi nói mấy người này đánh dở lắm, chả biết đánh đâu, nhưng mà nghiên cứu thì giỏi, tức là nói thì giỏi nhưng mà đánh thì đánh không được, chưa chắc đánh được nha. Bây giờ mới đọc tin này, trời ơi tin nhiều chưa. Tuổi trẻ nha các bạn. À, tuổi trẻ nha. À, theo trang thông tin về những đóng góp mới của luận án này, kết quả nghiên cứu đạt được một số thành tựu. Ghê ghê, không biết thành tựu gì này. Các bạn coi họ, họ đạt được thành tựu thế này nha. Thông tin khoa học và toàn diện thực trạng phong trào, phong trào đánh cầu lông trong đội ngũ công chức viên chức thành phố Sơn La cho thấy tồn tại những bất cập cơ bản, sự hạn chế phát triển của phong trào như nhận thức chưa đầy đủ của công chức viên chức, ý nghĩa của việc tập luyện cầu lông, tập luyện cầu lông ghê gớm phải biết bao nhiêu môn thể thao phải là cầu lông, thiếu cộng tác viên cầu lông, công tác xã hội hóa môn cầu lông chưa đạt hiệu quả, thể lực của đội ngũ công nhân viên chức. Trời ơi là trời, như vậy là theo tác giả này á, là chỉ có môn cầu lông mới đem được thể lực công nhân viên chức, còn môn khác không có hả? Đâu phải dứt khoát là môn cầu lông các bạn. Tôi đang đọc tin, tôi bình luận nha. Biết bao nhiêu môn thể thao mà tại sao phải là môn cầu lông để đưa vào cho cán bộ công nhân viên chức của Sơn La City? Còn mấy môn khác không kể hả? Biết bao nhiêu môn khác nữa, đâu phải dứt khoát môn cầu lông đâu. Nhưng mà tôi nói nè, môn cầu lông nha, là phù hợp một số người chứ còn phù hợp một, không phù hợp một số người chứ không phải ai phù hợp đâu. Chứ tự nhiên bắt ép tất cả công nhân viên chức như tỉnh thành phố Sơn La đánh cầu lông, còn mấy môn khác không cần nữa. Nó phù hợp người này nhưng mà nó không phù hợp người kia. Đừng nghĩ là môn cầu lông là nhẹ nha, nó không nhẹ đâu. Tại vì tôi chơi tôi biết. Đầu tiên á, tôi thấy người ta đánh thế này tôi thấy nhẹ, nhẹ om. Tại vì tôi chơi những môn thể thao nặng không, tôi nói nhẹ dễ, tôi nói vậy đó. Nhưng mà khi tôi vô tôi tập đó kìa, trời ơi đánh, đánh hiệp cứ như khóc ròng luôn. Tại vì nó mệt kiểu khác, nó mệt cái tốc độ. Đánh tennis á, à, tôi thích đánh tennis hơn. Đánh tennis nó có cái mệt riêng của nó, nhưng mà nó có cái độ nghỉ các bạn. Còn đánh cầu lông á, trời ơi nó hoạt động liên tục, le lưỡi luôn. Nhưng mà các bạn biết không, tôi đánh nè, tôi đánh cầu lông tập, tôi đánh cả năm trời, năm hay năm hồi ở Sài Gòn á. Sau đó các bạn biết không, tôi bị trượt tá kìa, đau cái đầu gối. À, từ đó coi như không đánh được luôn, coi như cầu lông cũng bỏ mà tennis cũng bỏ luôn. À, bây giờ cái đầu gối tôi mà nếu mà tôi chạy mạnh cái giờ lắng đau, mà chạy vừa vừa thì được, tự nhiên bị chấn thương cái. À, bây giờ mình bỏ. Bây giờ cái tác giả này làm cái đề tài tiến sĩ mà đưa môn cầu lông vô để mà luyện tập thể thao cho cán bộ công nhân viên chức, thì như tôi nói các bạn á, nó phù hợp một số người nhưng mà nó sẽ không phù hợp một số người. Ai đánh cái cầu lông sao được, giống như chẳng hạn tôi là cán bộ cán bộ công chức của tỉnh, của thành phố Sơn La, tôi chịu tôi đánh được, mặc dù các bạn thấy người tôi khỏe vậy á, nhưng mà tôi không thể đánh cầu lông được và tôi cũng không thể đánh tennis được. Đánh nhất là đánh cầu lông là càng được nha, tại vì tốc độ rất là nhanh, di chuyển nhanh là tôi chịu rồi. Mà còn đánh tennis có thể được, có thể mình đánh mình cố banh nó qua là mình đi qua đi về chẳng hạn, nhưng mà đánh không được hay thôi. Nhưng mà ý tôi nói rằng là cũng tùy người, chứ không thể dùng cái môn cầu lông để mà ép cán bộ công nhân viên chức nâng cao sức khỏe chỉ vì cái môn cầu lông. Tại vì như tôi nói, nó phù hợp một số người và nó sẽ không phù hợp một số người nữa. Đề tài kỳ cục vậy. Tiếp tục đọc nha. Đồng thời qua phân tích SWOT, ghê chưa, phân tích SWOT nữa chứ, ghê chứ, đã xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc phát triển phong trào môn cầu lông trong đội ngũ công nhân viên chức thành phố Sơn La. Ghê chứ? Phân tích giống phân tích marketing đó. Qua quá trình nghiên cứu này, đề tài này được lựa chọn 6 giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La, gồm này: tuyên truyền về ý nghĩa vai trò của luyện tập, lại tuyên truyền đề tài tiến sĩ kỳ vậy, và thi đấu môn cầu lông, phát triển môn cầu lông trong đội ngũ công nhân viên chức theo hướng xã hội hóa, tạo nguồn cán bộ phát triển phong trào cầu lông cho công chức. Mệt, đọc quá mệt quá. Rồi gì nữa? Rồi thi đấu cầu lông cho công nhân viên chức, hình thức tuyển lập tập luyện cầu lông cho công nhân viên chức, khích lệ động viên kiểm tra đánh giá phong trào, vân vân. Trời ơi, dài dòng quá. Đây là cái đề tài của họ các bạn nha.
Trên cơ sở thực hiện xã hội 5/6 giải pháp đề tài lựa chọn bước đầu thể hiện tính hiệu quả sau 1 năm ứng dụng, đó là cái đề tài của họ đó. Kết quả thực nghiệm cho thấy chỉ tiêu thể hiện sự tăng trưởng tích cực, đó là đề tài của cái tác giả đó. Có cái đề tài hẳn hoi. Làm cái đề tài mà tôi phân tích các bạn đó không được. Người phù hợp người này mà không phù hợp người kia, chứ đâu có phải ép người ta được. Biết bao nhiêu môn thể thao, đi bộ này, chạy bộ này cũng thể thao vậy. Đánh bóng chuyền, đánh bóng rổ, nhiều thứ, nhưng tất nhiên cái này phù hợp với người này, phù hợp người kia. Thọt bí giá, thọt bí giá thể thao chứ bộ, có nhiều người thích nha. Thọt cũng thích chứ bộ. Vân vân, cái đâu ép người ta được. Làm cái đề tài tàu lao. Tàu lao xịt bơ. Đó là tôi bình luận nha. Bây giờ bắt đầu các bạn quay này, bảo chứ người ta biết này. Người ta biết cũng ý như tôi vậy thôi. Đây. Không xứng tầm. Cái đề tài tiến sĩ đó không xứng tầm. Tôi đọc những cái gì mà tôi lưu ý các bạn nha. Tuy nhiên, những ngày qua các diễn đàn học thuật trên mạng xã hội có nhiều ý kiến băn khoăn về luận án tiến sĩ này. Nhiều người cho rằng nội dung đề tài không đủ tầm của một luận án tiến sĩ. Đúng rồi, không có đủ tầm. Tiến sĩ mà, tiến sĩ là bậc cao nhất trong học thuật đúng không? Rồi, theo ông này nè, nghiên cứu sinh của cái người này là quá hẹp. Đúng rồi, quá sức hẹp. Nội dung nó quá hẹp như tôi đã phân tích các bạn đó. Nè, thực tế công chức viên chức này sau một ngày làm việc có thể tham gia nhiều bộ môn thể thao nè. Bơi, bóng đá, đi bộ vân vân. Chứ không nhất thiết chỉ là môn cầu lông. Đúng y chang tôi nói đúng không? Rõ ràng phạm vi nghiên cứu của đề tài này quá hẹp, vì mục đích cuối cùng là luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe. Một luận án như vậy không xứng tầm để nghiên cứu. Người ta không nhận xét y chang như tôi này. Hơn nữa, đối tượng nghiên cứu của luận án là công chức viên chức chứ không phải là học sinh sinh viên, nên đề tài này cũng không liên quan đến chuyên ngành giáo dục học. Ông Danh nói, ông này nói rất hay nha. Ông này nói rất hay. Tại vì cái đề tài này á là cái người làm cái đề tài này là tập trung vào công nhân viên chức chứ không phải là học sinh sinh viên, mà cái ngành của cái người làm này là ngành về giáo dục. Như vậy là tật lốc rồi. Nếu trường hợp mà làm cái đề tài này mà cho học sinh sinh viên thì còn có thể một phần nào đó chấp nhận, tại vì nó liên quan đến giáo dục học sinh sinh viên mà. Đây là đề tài này đối tượng là cán bộ công nhân viên chức, đâu phải học sinh sinh viên đâu. Mà cái bà này bà làm là bà đề tài về giáo dục. Thật quốc, thật lắc. Đi sai đường. Nói gì đây nữa. Đến nay bây giờ có gần 10 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực cầu lông ở các cơ sở đào tạo trên cả nước. Như vậy là đã có 10 tiến sĩ ra lò rồi các bạn, riêng về cái lĩnh vực cầu lông này. Trong số đó cũng có một số luận án có tên gần giống như luận án nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh, nó bắt chước nhau nó làm. Chắc nó chép nhau nữa. Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh và Viện Khoa học Thể dục Thể thao để làm rõ thêm nội dung liên quan. Tuy nhiên chưa liên lạc được. Chúng tôi sẽ có thông tin và cập nhật cho quý vị. Không liên lạc được, chạy luôn rồi. Như vậy là có 10 tiến sĩ chuyên ngành cầu lông cho công chức viên chức đã có bằng được các bạn. Bây giờ bà Hoàng Anh là thứ 11. Trời là trời. Vui không các bạn? Tiến sĩ Việt Nam đó, người ta làm lý lẽ để làm gì? Để có bằng tiến sĩ. Có bằng tiến sĩ để làm gì? Để nâng lương. Chấm hết. Chả có công trình gì hết đó. Chả có tác dụng chứ mấy đời hết. Thà để mấy con huấn luyện viên cầu lông, ông đi dạy đi dỗ cho rồi, không để cho mấy người đánh cầu lông giống như tôi ngày xưa. Tôi đánh cực, tôi đánh năm trời nha. Tiến sĩ tiến đồ chống mệt. Đó là cầu lông nha. Rồi còn cái lò khác, nhiều lò lắm. Nhiều lò lắm các bạn. Ôi mấy nước cái đây mà nói tụi này khắc nước kinh khủng. Nóng nha. Không sao, dài lắm. Môi lưỡi tôi dài lắm, đừng có trù ẻo tôi nghe chưa. Nhất là bò đỏ đừng có trù ẻo tôi nghe chưa. Giới thiệu, lò thứ hai. Đây, lò đá banh. Tiến sĩ bóng đá. Tôi lại luôn. Cũng Tuổi Trẻ Online này. Mấy hôm nay dư luận sốt sình sịch về chuyện tiến sĩ Dõm tràn lan ở nước ta. Tuy nhiên mọi người chỉ mới tập trung vào lĩnh vực khoa học xã hội, trong khi thể thao cũng lắm chuyện. Một huấn luyện viên bóng chuyền đã nói với tôi như thế, tức là nói với phóng viên. Gương mặt thiếu não của các tuyển thủ Việt Nam khi thua Thái Lan ở vòng World Cup, một nền bóng đá có nhiều tiến sĩ bóng đá,
nhưng cứ mãi thua một nước không có tiến sĩ bóng đá. Ở Việt Nam mình có tiến sĩ bóng đá mà cái gì đó thua hoài, trong khi Thái Lan không có tiến sĩ bóng đá nào hết. Trong khu vực Đông Nam Á có nước nào mà có tiến sĩ bóng đá không? Xin lỗi, chỉ có Việt Nam mình có thôi. Và tớ là một trong số tiến sĩ bóng đá tốt nghiệp ở Liên Xô cũ đây, một quan chức thể thao Việt Nam. Trời ơi là trời, có tiến sĩ bóng đá thiệt hả trời? Có tiến sĩ bóng đá thiệt hả trời? Lần đầu tiên tôi nghe nha. Tiến sĩ bóng đá. Trời ơi là trời, là tiến sĩ đánh cầu lông rồi chắc không có, là tiến sĩ gì nữa, tiến sĩ bơi lội hả, tiến sĩ đánh cờ tướng hả, tiến sĩ tùm lum tiến sĩ hết trơn, tiến sĩ bóng đá nhưng mà chắc là không biết bóng, không biết đá bóng, nó còn quẹt quẹt làm tiến sĩ làm gì tôi cũng không hiểu được. Tàu tàu lao hết cờ. Tiếp tục nha, tiếp tục. Chưa hết, một chuyên gia bóng đá còn chỉ cho tôi xem một luận án tiến sĩ mang tên này: nghiên cứu ứng dụng phương pháp xoa bóp kết hợp điện từ trường để hồi phục cho vận động viên bóng đá. Ghê chưa? Trong khi đó vấn đề hồi phục thể lực là chuyện yếu kém nhất của các cầu thủ Việt Nam từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển. Thấy chưa? Có tiến sĩ là chả làm được cái gì hết. Thứ hai, nó tạo nên một sự ảo tưởng phù phiếm kiểu Đông Nam Á chả có nước nào mà có tiến sĩ bóng đá, gây mất niềm tin cho người hâm mộ, vận động viên và huấn luyện viên. Đúng là tiến sĩ tào lao. Ở Việt Nam nó bày ra cái nhiều nhiều cái lò mà đào tạo tiến sĩ, các bạn thấy tiến sĩ đó, tiến sĩ đó bảy im bạc không à. Đây 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 đây, bắt đầu có chuyện, có chuyện nha. Cần thu hồi bằng tiến sĩ lò ấp có sai phạm, xử lý kỷ luật các chủ lò. Trời ơi là trời. Cần thu hồi bằng tiến sĩ lò ấp có sai phạm, xử lý kỷ luật các chủ lò. Lò nhiều lắm bị xử lý. Mới nha, mới các bạn nha, bài này mới càng báo lao động nha. Xử lý cho rồi để làm chi nữa, bây giờ người ta có kiến nghị vậy thôi cũng dễ đó các bạn. Tại vì các lò này nó bảo kê dữ lắm, đâu có dễ đâu. Đọc báo. Sau khi thanh tra chính phủ công bố liên quan đến các sai sai phạm tại hàng lâm khoa học xã hội Việt Nam, cho thấy nổi lên một vấn đề rất lớn mà lâu nay dư luận rất quan tâm, đó là tiến sĩ lò ấp. Mỗi luận án tiến sĩ là một công trình khoa học có giá trị trong công tác nghiên cứu học thuật hoặc là ứng dụng vào đời sống, nhưng qua một số công trình tiến sĩ này là chả làm được cái gì hết, chả có công trình gì hết để mà tăng lương. Tôi nói với các bạn, để tăng lương chả làm gì hết, hỏi đọc. Tuy nhiên chỉ mới đọc tiêu đề, các công trình cũng không nên vội đánh giá về học thuật, cần có công bố rộng rãi, các nhà khoa học khắp nơi thẩm định. Không tin được các ông hội đồng, các lò ấp, bởi vì có dấu hiệu về sự thương mại bằng cấp. À, những cái vị mà chăm chăm tiến sĩ đó có tiền hết đó. Tiến sĩ với thạc sĩ có liên quan đến sai phạm thanh tra, cái như thi thạc sĩ thi tiến sĩ gì nó cũng là tham nhũng hết, đưa tiền là coi như là thành tiến sĩ, mà tiến sĩ để đi làm gì, chả lại làm gì cả ngoài cái chuyện để nâng lương, và chỉ có trong các cơ quan nhà nước mà thôi. Tiến sĩ làm gì, hãy làm rõ hồ sơ khoa học của các nghiên cứu sinh, trường hợp nào có gian lận thì thu hồi bằng cấp luôn, thu hồi phạt những cái lò. Đại khái như vậy, nói vậy thôi, nói vậy thôi các bạn, nhưng dễ đâu, những bằng tiến sĩ gian lận bị thu hồi phải được công bố công khai, tác phẩm tác giả hô hào cho cô để báo hô mà hô thoải mái, vấn đề có làm được hay không thôi các bạn. Gì nữa, những bằng tiến sĩ gian lận phải thu hồi nhé, khai tên tác giả tác phẩm phải làm tới nơi, may ra mới trị được các học vị dốm tiến sĩ giấy lò dốm. Hô cho đã vô là dễ đó các bạn, có dây dây dưa dễ rễ mớ hết, không có dễ đâu. Những cái người giám khảo mà coi như là chấm những cái luận án tiến sĩ đó, đó là nghề của họ, là nghề của họ. À, rồi các thí sinh mà các vị mà bảo vệ luận án tiến sĩ là khách hàng, à, là khách hàng phải đi đêm, phải biết quà biết cáp, đẻ ra một cái đề tài gì tào lao xịt bợp, giống như là cầu lông tôi nói các bạn, rồi huấn luyện viên, à, tiến sĩ bóng đá là vậy đó, tùm lum hết trơn á, để mà có một bằng tiến sĩ với một mục đích duy nhất các bạn, để tăng lương. Mà tăng lương này nó chỉ nằm trong cơ quan công quyền của nhà nước, chấm hết. Đó là tiến sĩ Việt Nam, các lò đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước tiến sĩ nhiều nhất. Nhiều là như vậy đó. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và cái video này nếu các bạn nào thấy hay, bấm like vào giùm nha. Và các bạn là chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký, bấm vào cái chuông các bạn, để khi tôi đưa video mới lên thì YouTube nó báo các bạn liền. Phi Đồng rất cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you, bye bye.